Vòng thứ nhất tự xử. Cái gì tự nhiên kêu tôi tự xử không nội? Ý cha tôi nói là tự giới thiệu về mình á. À, cha tôi giàu mà văn chương ông lùn lắm. Đúng rồi. À, ý là giàu mà ngu quá phải không? Trời ơi. Giàu cũng có học nè. À, giới thiệu về mình đi. Dạ, em quê quán Bạc Liêu. Ừ. Gia đình em bạc phước. Nhà luôn thiếu bạc tiền. Mẹ em bán bạc hà. Cha em thì bạc nghĩa. Anh em thì bạc đẹo. Còn em tên là bạc phận. Nói nữa là bạc tai à. Nguyên cái gia đình gì bà bạc không vậy má? Con đón má về hai cha con bạc mệnh à.